Rồi chào anh em ha. Nay đem máy về về nhà anh em. Thường thường để cửa hàng mà bữa nay đem vài con vip về nhà quay cho anh em coi chơi ha. Thì cửa hàng này đóng cửa không có ấy ha, nên đem về nhà vài cây vip vip cho anh em tham khảo ha. Rồi con này là con Huona ha. 262 FPG. Này đúng rồi FPG anh em, nhưng mấy thùng ha. 262 là công suất bằng 365 anh em. Nhưng mà chạy ngon hơn 365 nhiều ha. Nguyên si nguyên gin, chỉ gửi dầu thôi ha. À, làm thép 6 tấc nè. Con này con 281. Con này 81cc nha anh em. Con này hàng khủng nha. Như mới luôn. Này, anh em nhìn mặt tiền nè anh em. Như mới luôn anh em. Rồi. Hàng này hàng khủng long nha anh em, hàng to nha, 81cc ha. Anh em cần liên hệ ha. Ở bên đây dòng Echo V 4000. Echo V 4000 ha. Dòng này dòng siêu vip của dòng Echo anh em. Anh em mà chiên Echo thì gì gặp con này thì khỏi phải bàn này. Bền nhất dòng Echo, chạy phê nhất luôn. Làm là tin ha. Quá đẹp. Rồi con này con gờ xài gia đình nha anh em. Con gờ 3800. 3800 máy như mấy thùng luôn, xị sinh 325 nguyên theo máy nè. Rồi con này con Huona 340 ha. Đó, anh em xài gia đình ha. Như mấy thùng luôn. Chẳng khác gì mấy thùng hết anh em ơi. Đỏ ao, tem mát đầy đủ hết. Nhìn thấy không? Bao làm có luôn. Rồi con này con máy thổi gió ha. Con ít tên này thì hồi chiều khách chốt rồi nên không có giới thiệu ha. Thổi gió. Con này con khoác cỏ ha nè, như máy mới luôn nè. Có cỏ này em bán 1.6 nha nè. Của Tanaka ha. Máy rất là đẹp. Đầy đủ tay lái ghi theo máy hết. Tất cả đều ghi theo máy ha. Nè đầu bò em gấp lử làm cho anh em đầy đủ hết luôn. Ủa lửa cắt cho anh em đầy đủ hết là 1.6 nha. Khoác cỏ thì em không gành cho máy ha, em chỉ chiên mấy cưa thôi, mà em bao ghi 100% chạy tốt, về hoạt động ok cho anh em hết. Còn em hỏi nhiêu ly hay là đề sao sao em không biết, cái đó là thật sự em nào mua được thì mua. 1.6 bao ghi bao cho anh em chạy thoải mái ok hết, test nổ ok hết. Rồi à, con này cái Shingu anh em, Shingu 3500 ha, Tanaka nè, siêu phẩm. Anh em hãy miền Tây thì gặp cái này thì khỏi phải bàn à. Nhất là Cà Mau ha. Anh em Cà Mau thì quá đỉnh. Dòng Shingu thì quá đỉnh của anh em Cà Mau rồi. Rồi anh em cần cái nào liên hệ em ha. Mấy cái này thì giá nó cũng hơi cứng anh em. Tại máy em lựa siêu phẩm như mới mới rồi. Anh em cần máy nào thì cứ liên hệ số điện thoại là 0944787771. Số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook ha. Địa chỉ cửa hàng là 703 Thành Lộc, Cùng Nghiệp, Kiên Giang ha. Con siêu phẩm 281 này nè anh em. 281 này nè, là như mới mới chưa xài anh em, coi nè. Đẳng cấp, mặt tiền chưa chút sơn ha. Con này là ra là phải 7.5 triệu mới ra anh em. 7.5 triệu ha. Rồi con này 5.4 triệu ha. Con 262 là 5.4 triệu ha. Nguyên zin hết. Như mới mới luôn. Rồi con gà này 3.2 triệu anh em, gà 3.8 triệu ha. 3.2 triệu, 3.8 triệu. V4000 ha. Con V4000 này là 4 triệu anh em. Khai thác cầm chung ha. Rồi con 340 này cũng 4 triệu luôn. Như mấy thùng, chẳng khác như mấy thùng anh em. Rồi con thổi gió 2 triệu anh em. Ở tiên bán rồi. Con Shingu này 3.2 triệu. Đây, Shingu 3.5 nè, đời Tanaka. 3.5 là 3.2 triệu ha. Rồi con phát cỏ thì 1.6 triệu, anh em cần liên hệ em ha.